trên bàn số 16 với đội TNT Bang và Bảo Sơn Group 2. Với đội TNT Bang, Bảo Sơn Group 2 về bàn số 16. Thank you.
đồng đội hạng A mời đội Hải Châu Nghệ An và Hải Phòng về bán kết số 2. Số nào rồi? Số Tân Hoàng Minh nhất anh chạy ở cái này bao nhiêu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước rồi. Mời đồng đội 2 Tân Quyến Hưng Nguyên và bàn số 8. Xin nhắc lại đồng đội 2 mời đồng Tân Quyến Hưng Nguyên và bàn số 8. Thank you.
cứ quan tâm cái việc đó làm gì, có tài sản cũng đưa thôi, có tiền xin số 7, mời đội viên đoàn bóng bàn Hải Phòng 1 Phú Thọ 1. Mời đội viên đoàn bóng bàn Hải Phòng 1 Phú Thọ 1 đoàn số 7. Đưa vào xe được. Đưa vào cái này. Đưa vào cái này.